Hello, em Thu xin chào tất cả cô chú và anh chị nha. Trong video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến mọi người một bộ bàn ghế mà có thể nói chưa đến 28 củ là chúng ta có thể sở hữu được rồi. Bộ bàn ghế này sẽ phù hợp với những không gian nhà phố nào với kích cỡ là tầm 4 mét đổ lên nha mọi người. Với thiết kế theo phong cách đó chính là tầng thủy hoàng và đây chính là phong cách truyền thống nha, rất là đẹp sang luôn. Và dòng chất liệu gỗ chính đó chính là gỗ hương đá Nam Phi. Khi nhìn trên màn hình thì chúng ta có thể thấy được rất là nhiều vân veo luôn mọi người. Vân từ mặt trước ra đến mặt sau và từ mặt trên đến mặt dưới nha. Đặc biệt là trên cái mặt ghế ít chạm như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái đường vân nổi trên cái bề mặt phẳng. Đây, có thể nói một điều đó chính là gỗ hương đá là cái dòng gỗ vân rất là nhiều và những cái đường vân toát lên cái màu ánh hồng. Vì thế mà nó cũng tạo cho cái dòng gỗ này với cái mức giá là cao hơn gõ đỏ một chút xíu, tầm độ 10% nha cô chú anh chị ơi. Và những cái bộ tầng thủy hoàng như thế này thì bình thường ngoài dòng gỗ hương đá, bên em còn có làm dòng gỗ là gõ đỏ nữa. Vì thế mà tùy vào không gian nhà chúng ta là trưng bày những cái vật phẩm như thế nào, chúng ta có thể lựa cái dòng gỗ cho phù hợp với cái không gian nhà mình nha. Với một bộ như trên màn hình thì hiện tại bên em sẽ bao gồm có là 6 món đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị luôn. Và đầu tiên đó chính là một cái mặt bàn dài như thế này nha mọi người. Tiếp theo đó chính là một cái đoạn, theo như em đo thì cái đoạn này sẽ có kích thước phủ bì chiều ngang là 2m3. 2m3 như thế này thì lọt lòng cũng phải tầm 1m8 đúng không cô chú anh chị. Vì thế mà chúng ta có thể ngồi được tới tận là 5 đến 6 người luôn. Và tiếp theo đó chính là hai cái ghế đơn. Ở bên này thì hai cái ghế đơn khá là rộng rãi nha. Một cái đôn kẹp ở giữa, cái đôn này thì nó sẽ được cái phần chiều sâu nè mọi người, rất là sâu luôn, chúng ta có thể đặt được những cái chậu cây, bình hoa trang trí bên trên thì nó rất là thẩm mỹ luôn ạ. Và một điều không thể thiếu ở trong mỗi cái bộ bàn ghế nữa đó chính là đôn ngồi nha mọi người. Đôn ngồi thì được thiết kế khá là vuông vức với phần ván thì sẽ dày dặn chắc chắn như thế này đây. Đó, toàn bộ cái sản phẩm này thì chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là cái tông màu sơn tự nhiên và được nhà sơn Đông Em sơn đó chính là 7 lớp, chất lượng cho cô chú anh chị luôn nha. Đó, một bộ như thế này thì cái mức giá nó rất là hời so với trước đây. Đó chính là chỉ có 27 củ chính thôi nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá thêm những cái tiện nghi bí ẩn bên trong nha. Đầu tiên đó chính là ở cái đôn trang trí như thế này nè mọi người. Thì bên trong nó sẽ có một cái hộc mini. Chúng ta có thể đựng được những cái món đồ nhỏ bên trong giống như là remote máy lạnh hoặc là những cái sản phẩm nhỏ nhắn. Đó, và được chà nhám rất là kỹ từ bên trong ra bên ngoài nha. Với cái thiết kế là rây gỗ như thế này nè mọi người, thì chúng ta không có sợ là nó sẽ bị kẹp bi hay là như thế nào và thời hạn sử dụng rất là lâu dài. Tay nắm thì cũng được làm rất là tỉ mỉ luôn. Và bên này thì bên bàn sẽ có một cái hộc to hơn chút xíu nữa cho cô chú anh chị. Và những cái này thì chúng ta chỉ thích hợp đặt được những cái vật phẩm nhỏ nhắn xinh xắn thôi nha mọi người. Và giúp cho không gian của chúng ta thêm gọn gàng hơn nè. Cách tới chơi nhà thì chúng ta chỉ việc là kéo hộc bên dưới ra để cất đồ hoặc là lấy những món đồ mà mình yêu thích ra thôi. Đó, một bộ combo như thế này hiện tại là rất là đẹp luôn. Và cái bộ này thì nó sẽ khác so với những cái phiên bản tầng thủy hoàng trước đây nha. Đó chính là ở cái phần tựa lưng thì sẽ chạm tứ quý. Tứ quý sẽ là tùng cúc trúc mai và thêm họa tiết hoa sen ở giữa. Hoa sen chính là quốc hoa của Việt Nam chúng ta. Nhìn như trên màn hình thì những cái đường chạm rất là rõ nét đúng không nào? Và sẽ mang lại ý nghĩa phong thủy rất là tốt luôn. Như cái phần trương ghế đây là chạm hình ảnh ba đồng tiền nè. Và đồng tiền xu này là đến từ Trung Quốc nha mọi người. Từ xưa đến nay thì nó sẽ đại diện cho sự may mắn và thu hút tài lộc. Trương sẽ là trương voi, mang lại màu sắc được tốt đẹp hơn cho không gian. Và voi là thường đại diện cho những gì mạnh mẽ và tốt đẹp nhất đó mọi người. Đó, từng cái điểm nhấn nhá như thế này thì khi đặt vào không gian sẽ mất rất là sang trọng luôn. Và đây chính là cái phần tây hợp tiếp theo mà em muốn nói đến cô chú anh chị nha. Thay vì đó là chúng ta sẽ thiết kế những cái dạng như là tây nguyên khối với cái mức giá cao hơn thì chúng ta có thể thiết kế dạng tây hợp như thế này để tiết kiệm hơn về cái phần chi phí đúng không mọi người. Và trên mặt của cái phần tây hợp sẽ thiết kế dạng một đồng tiền xu và hai cái chữ phúc. Ở dưới này thì sẽ sử dụng họa tiết đó chính là cá chép nha. Toàn bộ những cái hình ảnh phong thủy tốt đẹp cho cô chú anh chị luôn. Đó, đẹp sang khỏi phải bàn, màu sắc vân gỗ thì tự nhiên. Đặc biệt là khi mà mọi người mua những cái dòng tự nhiên như thế này sẽ được nhà sơn Đông Em bảo hành là 5 năm, bảo trì là trọn đời cho cô chú anh chị luôn. Bây giờ thì em sẽ ngồi vào một cái ghế đơn để trải nghiệm thử cho cô chú anh chị chúng ta có thể hiểu thêm về cái sản phẩm này nha. Hiện tại thì cái chiều cao của em nó sẽ là 1m6. Và khi em ngồi vào trong cái ghế này thì cảm giác là nó còn dư ra được hai khoảng hai bên rất là rộng rãi luôn mọi người. Đó, và cái khoảng cách từ đất lên đến mặt á, thì rất là vừa vặn thoải mái cho chúng ta. Ngồi thì chúng ta có thể tựa lưng như thế này. Đối với những cô chú anh chị nào mà mình thích cái khoảng tựa lưng của mình có thể ra chút xíu thì chúng ta có thể đặt thêm một cái gối tựa như thế này, nó sẽ êm hơn rất là nhiều luôn nha. Rồi, đây là cái phần tay để hai bên nè. Và hiện tại thì cái bộ sản phẩm này là em vừa mới lên ngay tại showroom luôn mọi người. Cô chú anh chị nào mà mình ở gần đây mình đang tham khảo về nội thất thì có thể ghé để tham khảo.
hoặc là liên hệ đến em thông qua số hotline là 0399830770 để được em là Thu sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người trực tiếp nha. Và bây giờ thì video hết rồi, tới đây và hẹn gặp lại cô chú và anh chị.